Vâng, xin chào, hôm nay tôi lại có một con đâm ly cực đẹp luôn của Sansui. Bề ngang 48, bề cao 13,5, bề sâu 30. Hàng xuất Mỹ, hàng nguyên zin luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Tôi lấy về 20 con, nơi đây con đầu tiên trong lô này tôi quay. Thì con này chắc cũng là con đẹp nhất bởi vì hầu hết những con vỏ gỗ này nó đều bị xước sát hết. Bởi vì nó là hàng, thật ra với cái giá của những con này thì nó vẫn là hàng rẻ tiền. Trừ khi những con nào 2-30 triệu trở lên thì nó sẽ đẹp long lanh luôn từ bên kia về. Hoặc là về họ đã mông má. Còn những con như thế này muốn đẹp thì phải mông má. Nhưng con này phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Vỏ đẹp. Tại sao tôi nói xuất sắc? Đây tôi quay cho bác vài con này. Đây, giấy phóc, nó dán nó đã bong. Bên này rộp này. Đây, nó đều có sự nhom nhem ở vỏ gỗ. Muốn đẹp thì chỉ có đi ra mang ra thợ mộc. Những chỗ sửa loa, những chỗ mông má loa nó sẽ làm đẹp cho. Như vậy thôi. Tại sao tôi nói con kia đẹp đấy, tôi minh chứng luôn cho bác. Âm ly vỏ gỗ thì trên đường về của tôi chắc gần 100 con nữa. Con này thì nó là hàng xuất Mỹ, lấy được 20 con hàng xuất Mỹ. Mã 3900Z. Tiếng rất hay, đánh loa AB, A cộng B, bấm cả vào. Radio full 108, bắt cực nét luôn. Đây, đèn radio đây. Đây là tần số tăng sóng, tăng cộng trừ. Quay qua mặt sau. Rồi, con này bán giá 6 triệu các bác nhá. Đánh vào bát 30 nhẹ nhàng luôn. Đây được vào ấy, tép anten. Đánh hai đôi loa AB, A cộng B. Hàng xuất Mỹ. 120V, 150W, điện 120 sản xuất tại Nhật. Đấy, như rất nhiều lần tôi nói, những cái con xuất Mỹ thì nó hoặc châu Âu nó có những cái tem kiểu như này. Số series 461. 6 triệu đồng cho một con âm ly hàng độc, hàng siêu tầm, hàng hay. Rất thương hiệu của Samsung. Tôi sẽ mở to nhạc. Đây là đang bắt sóng radio nha. Đây qua cái này. Suốt đời ta và đến mai sau đậm đà. Bắt nét căng luôn. Nó chỉ sáng nhẹ nhàng thôi nha. Tắt điện đi thì sẽ sáng đẹp hơn. Tọa lạc tại vị trí 28 đường Trần Hữu Dực, dự án Florence ôm trọn mỹ đình sôi động, trung tâm văn hóa chính trị mới của 6 triệu đồng. Florence mỹ đình. Bề ngang 48cm. Tôi sẽ mở nhạc một chút. Chuyển sang được AUX đi. Đang ghép loa bass 30. Gào lớn rồi. Bass chép được. Nếu các bác thấy tiếng gió thì đó là cái quạt đằng sau nha. Trong video tôi nghe lại thì có thấy tiếng lào xào, thì tôi phải mở quạt thôi. Loa trái nhé. Âm ly hoạt động hoàn hảo luôn. Phải nói con này con đẹp nhất trong cái lô này. Và tôi quay đầu tiên 6 triệu đồng. Khi chơi AUX thì nó sẽ mất cái đèn này. Đây bấm vào đây nó sẽ ra đèn. Để chụp kiểu ảnh cho nó đẹp, có đèn để nó nổ. Vâng, 6 triệu đồng ship toàn quốc qua Viettel, phí vận chuyển của buổi chị, xin cảm ơn. Trước đó là cửa hàng tôi bán tại tầng 36 tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, quận Hà Đông.